cái gian hàng của mình sai các bạn. Đây các em đi tham gia hội chợ nhãn này các bạn. Con em ở thị trấn này ở đâu? Em ở Mường Sai. À Mường Sai á? Vâng. Thế à? Đúng là gần bản mình á. Đây là các em cũng ở dưới xã Mường Sai các bạn nhé. Mình sẽ tham quan cái xã Mường Sai này. Con em đây ủng hộ biết cây nhanh không? Sân non. Sân non các bạn. Có không? Thấy không? Thấy trong video không? Có, thấy em phải lâu nữa để chị chụp này. Chú đi để anh tranh thủ anh quay. Đây là các cô gái 2X, 20X chứ không phải là 9X đâu nhỉ. Đây này là bao nhiêu? Con này á? 2 cân 6X. Các em đi chơi vui vẻ nhá. Vâng ạ. Thì tan hội chợ đấy các bạn. Hội chợ được diễn ra trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3. Và hiện tại là cuộc thi cũng đã tổ chức xong. Cái nhãn sạch nhãn ngon cũng như là các cái sản phẩm trưng bày của các hợp tác xã trong các cơ sở. Thì hôm nay cũng thời điểm này cũng đã xong. Và trước ngoài các bạn cũng là Đài VTV. Thì đến dự hội chợ này cũng là rất là nhiều gian hàng của các xã, các hợp tác xã và các xã trong huyện được tham gia các gian hàng để trưng bày cũng như là quảng bá các sản phẩm của nông nghiệp huyện Sông Mã nói riêng và của tỉnh Sơn La nói chung, như quảng bá thương hiệu đến với các tỉnh thành trong cả nước cũng như là các xuất khẩu một số sản phẩm của nông nghiệp đi đến với thị trường quốc tế cũng như là thị trường châu Á, ở châu Âu. Hiện nay nhãn cũng được xuất khẩu đi một số rất là nhiều nước, đặc biệt là Trung Quốc và Thái Lan, Australia và một thị trường Mỹ, là một thị trường rất là khó tính. Và hiện nay cũng tại cơ quan chức năng của tỉnh Sơn La cũng đang công tác chuẩn bị cũng như là xúc tiến thương mại cũng đã thành công, cũng là được xuất khẩu đi thị trường Mỹ cũng khá là an toàn cũng như là đảm bảo chất lượng. Các bạn xem kênh thì các bạn thấy hay, các bạn hãy đăng ký kênh Sơn Quan Tây Bắc ủng hộ mình qua các video, và sắp tới mình sẽ gửi đến các bạn một số cái hoạt động khác về trên Sơn La tập và ở chủ phương Sông Mã. Mình sẽ gửi cho các bạn một số hình ảnh khác nữa nhé.
trao giải hội thi của đoàn. Nhiều hình, có phải lấy một hình đâu. Chụp chụp nhiều à, lấy hình này, lấy hình kia. Chụp đứng như thế. Mày để em sẵn chụp cho chân dài đấy. Miên man luôn. Ý này gì? Nhưng mà chân cô dài quá. Dài càng dài càng tốt. Chưa có anh. Anh còn chụp dài càng dài càng dài càng dài càng dài. Đấy, nhìn nhìn nhìn. Chào chị em nữa. Các bạn đây là các bạn trưng bày sản phẩm nhé các bạn. Không nhớ một tẹo ạ. Đây là các gian hàng trưng bày nha các bạn. Thank you.